Theo thống kê doanh số từ VAMA, Mitsubishi Aceh bán được 1.002 xe trong tháng 3 năm 2021. Đây là doanh số bán hàng kỷ lục của mẫu sedan hạng B kể từ khi ra mắt đến nay. Kết quả này gấp khoảng 3 lần so với doanh số cả tháng 1 và tháng 2 cộng lại, 334 xe. Với 1.002 xe bán ra, Mitsubishi Aceh còn lọt danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam trong tháng vừa qua, xếp ngang Mazda CX-5 với doanh số bán hàng tương đương. Đây cũng là lần đầu tiên Aceh đứng trong bảng xếp hạng này. Xếp ngay ở vị trí trên cũng là một mẫu xe của Mitsubishi là Xpander với 1.179 xe bán ra. Xét riêng trong phân khúc sedan hạng B, Aceh trong thời gian gần đây đã vượt Zon Uto và vươn lên vị trí thứ 4 về doanh số. Trong tháng 3, Aceh còn bám đuổi sát South City với khoảng cách doanh số chỉ 180 xe. Các mẫu Vios và Ersen vẫn dẫn đầu với doanh số lần lượt là 1.971 xe và 2.094 xe. Tuy nhiên, Vios đang thất thế khi bị sụt giảm doanh số trước Ersen. Trong phân khúc này, chỉ có Aceh được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, trong khi các mẫu xe còn lại đều được lắp ráp trong nước. Doanh số Aceh tăng trưởng mạnh cùng lúc mẫu xe này được bổ sung phiên bản mới. Vào cuối tháng 2 vừa qua, Aceh có thêm bản cao cấp nhất Premium, được nâng cấp nhiều trang bị như hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp và nhắc nhở cài dây an toàn hai ghế trước. Tiện ích trong xe có hai tính năng mới là đèn tự động và gạt mưa tự động. Giá Aceh Premium là 485 triệu đồng. Tuy nhiên, trong tháng 3 và cả tháng 4, bản này được ưu đãi 50% trước bạ và phụ kiện, tổng trị giá 23 triệu đồng. Mức giá của Aceh bản cao cấp nhất chỉ tương đương giá Vios bản tiêu chuẩn 478 triệu đồng hay Ersen bản tiêu chuẩn 472 triệu đồng, trong khi trang bị của Aceh lại nhiều hơn. Các bản thấp hơn của Aceh là CVT và MT có giá 460 triệu và 375 triệu đồng. Bản CVT được ưu đãi trước bạ và phụ kiện trị giá 23 triệu đồng, trong khi bản MT được ưu đãi trước bạ trị giá 19 triệu đồng. Ngoài trang bị giá bán hợp lý trong phân khúc, Aceh còn một điểm mạnh khác so với các đối thủ là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo thông số do hãng công bố và cả sau những lần thử nghiệm thực tế trên đường, Aceh đều cho kết quả tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn đối thủ. Trong điều kiện vận hành hỗn hợp, xe chỉ tiêu thụ 5,09 lít trên 100 km. Trên 450 triệu, chọn Mitsubishi Aceh, Kia Zon Uto bản đủ. Hiện tại, trong phân khúc sedan hạng B, Aceh đang trên đà tăng trưởng và có khả năng đe dọa vị trí thứ 3 của City. Zon Uto đã bị bỏ lại phía sau. Chỉ có Vios và Ersen tranh đua vị trí đầu bảng với doanh số bỏ xa các mẫu xe còn lại.